Những người làm chương trình rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong một thông tin sức khỏe của Đài Phát Thanh Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, thời tiết nắng nóng trong mùa hè thực sự là một trở ngại lớn đối với sức khỏe con người, đặc biệt là đối với những người mắc bệnh tim mạch, huyết áp. Nếu người bệnh không được theo dõi và kiểm soát bệnh chặt chẽ, có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm. Thông tin được tổng hợp từ trang Sức khỏe và đời sống và trang tin tức 24 giờ. Trời nắng nóng, nguy hại cho người bệnh tim mạch thời tiết nắng nóng trong mùa hè thực sự là một trở ngại lớn đối với sức khỏe con người đặc biệt là đối với những người mắc bệnh tăng huyết áp suy tim đái tháo đường với bệnh nhân tim mạch thời tiết nóng làm tim phải gắng sức co bóp điều này làm tim quá tải tình trạng suy tim tăng lên có thể gây tử vong với người mắc bệnh mạch vành tim gắng sức làm tăng nhu cầu oxy của tim nên dễ đưa đến thiếu máu cơ tim gây triệu chứng đau thắt ngực mệt khó thở nặng nề hơn là gây nhồi máu cơ tim ô nhiễm không khí làm tăng nguy cơ bệnh tim. Tiếp xúc với ô nhiễm không khí mức độ cao có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Đây là kết luận được đưa ra từ trường y tế công cộng ở Sitle. Tiếp xúc nhiều hơn với carbon đen, một chỉ dấu của ô nhiễm liên quan tới giao thông sẽ làm giảm cho cholesterol tốt. Hàm lượng cholesterol tốt bị giảm đi rất nhiều ở những nơi có mức độ ô nhiễm cao. Kết luận được nghiên cứu trên 6.000 người trung tuổi và người già ở Mỹ những người sống ở các khu vực có mức độ ô nhiễm không khí liên quan tới giao thông cao nhất cả nước. 10 phút đổ mồ hôi mỗi ngày có lợi cho tim. Nghiên cứu mới từ các nhà khoa học Mỹ cho thấy chỉ cần vài phút hoạt động tích cực mỗi ngày có thể giúp trẻ em và thanh thiếu niên giảm nguy cơ phát triển các rối loạn tim và tiểu đường. Nghiên cứu được thực hiện trên gần 11.600 trẻ từ 4 tới 18 tuổi ở Mỹ, Brazil và châu Âu. Các nhà nghiên cứu thấy rằng, thay thế việc tập thể dục nhẹ nhàng với khoảng 10 phút hoạt động thể chất tích cực có thể mang đến những lợi ích tim mạch chuyển hóa đáng kể cho người trẻ tuổi, có vòng bụng tương đối lớn và bị tăng insulin trong máu. Đây là những yếu tố khiến trẻ có nguy cơ bị rối loạn tim và những bệnh chuyển hóa như tiểu đường tuyếp 2. bổ sung nho vào chế độ ăn giúp phòng ngừa ung thư bệnh tim hay ngăn chặn nguy cơ suy tim sau nhiều năm bị tăng huyết áp bằng cách bổ sung nho trong thực đơn hàng ngày bởi nho là thực phẩm giúp bảo vệ cơ tim ngừa xơ vữa mạch giảm lipid máu các nghiên cứu từ các nhà khoa học mỹ đã chỉ ra rằng nho có chứa chất phytochemical chất chống oxy hóa tự nhiên giúp bảo vệ cơ tim thực nghiệm cho thấy sau 18 tuần dùng thêm nho trong chế độ ăn các chỉ số huyết áp chức năng tim đều được cải thiện nho màu tối hoặc nho trắng đều có thể giúp bạn phòng ngừa sơ vữa động mạch. Hoa quả và rau giúp giảm tử vong do bệnh tim. Nghiên cứu được trình bày tại hội nghị của Hiệp hội Tim Hoa Kỳ cho biết, mọi người trên toàn thế giới ăn nhiều hoa quả và rau hơn có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ tàn phế và tử vong sớm do bệnh tim. Trong nghiên cứu này, các tác giả đã phân tích dữ liệu và các nghiên cứu trước đây để xem xem việc tiêu thụ hoa quả và rau ảnh hưởng thế nào tới mức độ giảm sút sức khỏe liên quan đến bệnh tim. Kết quả khảo sát ở một số quốc gia cho thấy ăn nhiều hoa quả và rau sẽ làm hạ thấp nguy cơ tử vong sớm xuống 42% so với những người ít sử dụng. Người bệnh tim mạch cần lưu ý gì khi nắng nóng? Trong những ngày nắng nóng, bệnh nhân tim mạch nên ở trong nhà, nếu có thể thì ở nơi nào có máy điều hòa nhiệt độ, mặc quần áo rộng rãi, thoải mái, thoáng mát. Nếu có việc phải ra ngoài cần mặc quần áo rộng rãi thoáng mát, đội mũ. Nếu được thì nên đi vào buổi sáng sớm hoặc chiều tối. Không ăn quá no, ăn thức ăn dễ tiêu, hạn chế lượng muối ăn vào, không uống rượu, cà phê, uống đủ nước. Tuy nhiên, lưu ý người suy tim tránh uống quá nhiều nước vì điều này tăng gánh nặng cho bệnh tim mạch. Hạn chế vận động thể lực. Nhận biết những dấu hiệu nguy hiểm của bệnh lý gây ra do thời tiết nóng để có thể xử trí kịp thời đúng cách. Quý vị và các bạn thân mến, từ đây chúng tôi xin được kết thúc một thông tin sức khỏe của đài phát thanh truyền hình Hương Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Chúng tôi sẽ truyền tới quý vị những thông tin hữu ích trong những chương trình tiếp theo.